em á, không có tự ý lấy hay là chị nhắn tin cho bạn em vậy nha. Cái xong tự nhiên nó quạo với em, cái đùng nha trước ngồi, cái đùng ra trước ngồi cái mới nhắn tin vô. Bây giờ là tao không nói chuyện với mày nữa, bây giờ mày nghe mở cửa cho tao về đi, không ai tao đốt nhà mày đó. À, Thế không em mới nó có nghĩ gì đâu, em ra em mở cửa, em lấy mở cửa, vừa mở cửa xong là bạn đi từ sau lưng bạn đẩy em ra, bạn nắm tay em lại rồi bạn chế cho xăng từ trên đầu chế xuống. sẵn ở đâu ra em? Em không nghĩ nữa, em chắc em trong đầu em nghĩ là xăng bạn lấy từ xe của ba em quá. Tí là cà lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì ngay chân lúc này đó các bạn, thì tí là cà lâm và mấy anh em sẽ đi vô chợ bên trong cái ngôi nhà của bà nội của em Tiên, thì sẽ gặp là em Tiên. Thì em Tiên sẽ kể lại sự việc là người bạn trai mà khi mà lấy xăng đốt em. Thì nhà của em Tiên đó thì ở ngay chân là ấp Mỹ Thạnh A, xã Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nha. Thì bây giờ Tí La Cà Lâm sẽ mời các bạn đi cùng với Tí La Cà Lâm đi vào bên trong cái ngôi nhà của em Tiên nha, sẽ nghe em Tiên kể lại sự việc. Tiên hôm nay sức khỏe thế nào rồi? Dạ hôm nay em khỏe. Khỏe hả? Dạ Khỏe sao nói chuyện nghe không được khỏe lắm vậy? tại em đang đau bụng. Bị sao? Dạ em đau bụng cậu mới được cái món nữa. Gì đó hả? Rồi sáng giờ có ăn cái gì được không cưng? Dạ không. Buổi tối ngủ được không Tiên? Dạ không, buổi tối trời gì lạnh xuống em bị nhức không ngủ mới được. Trời lạnh thì nhất, Dạ gần sáng không ngủ mới được. mà trời nóng thì hầm. Dạ Ngày hôm qua là do qua mưa quá trời mưa. Với ở đây gió đồ nó thổi vô quá ở nhà mình cũng không có được là nè, kín đáo nè. Thôi không à. Chưa có ăn sáng thì chưa ăn được gì chưa hả cưng? Dạ chị My bữa nay có đi chợ mua đồ cho chị chưa chị My? Dạ có. Mua bữa nay mua món gì nói cho khán giả biết coi. Dạ là xèo xào thơm với lại thịt bò nhúng giấm với Thực đơn là phèo xào khóm hả? dưa. Thịt bò nhúng giấm, còn món nữa có nhớ không? Sao chị sao cho ăn Dạ bò với sầu riêng. thèm có mua không? Dạ có. Nói chung là khán giả cũng vì thương Tiên, là khán giả nói là em ơi đừng đừng nên cho ăn thịt bò, đừng nên cho ăn thịt vịt, nhưng mà bây giờ thật sự là do Tiên thiếu chất nhiều quá bắt buộc phải ăn, chứ không ăn làm sao mà có đủ dinh dưỡng để nó cung cho da. Dạ Rồi sáng là Tiên ăn mấy trái thường yên rồi dạ chưa ăn trái nào chưa ăn trái nào á? My có mua chưa em? Dạ có em mua mua rồi ha. Chưa ăn nãy giờ nghe sầu riêng này có thèm thèm không? dạ có Có luôn ha. nhưng mà ăn cơm rồi mới ăn sầu riêng được nha. dạ ăn ít thôi nha em. Mà sáng giờ có tưởng nhiều tượng quá đâu không? mình mấy tháng trời mình ăn được miếng sầu riêng, mình có tưởng tượng là nó ngon cỡ nào không? Ăn sao biết ngon. Trời ơi, chắc chắc hẻo anh Hậu Giang hoài không biết nữa. Bây giờ mình tưởng tượng mình ăn vô miếng sầu riêng chắc nó ngon lắm, mình thèm á. Dạ, cảm nghĩ thì tưởng tượng thì ăn như sợ nó béo. Béo ha. Dạ. Béo sao bây giờ đâu cảm nhận thử coi. Cảm nhận hương vị đi. Cảm nhận bây giờ mình nhai từ từ thôi nha. Dạ. Đó, bây giờ nhai đi từ từ thôi. Có đâu. Nhai hả? Có gì đâu nhai ông. Chắc hẻo nữa hả? Chắc hẻo hoài. Mấy mấy anh đến đây là ghi hình á, mỗi ngày với cưng như vậy thì cưng có vui không? Dạ vui lắm, ngày nào cũng đông vui vậy nè. Đông vui ha, bữa nay có mấy anh mới nữa nè. Dạ. Mấy anh á, là mấy anh tính là ghi hình bữa nay nữa, là ngày mai mấy anh đi chỗ khác rồi như vậy thì cưng có buồn không? Thôi đừng đi. Sao mà không đi? Em đi bỏ em rồi em buồn lắm. Rồi vậy tụi anh ở đây hoài luôn hay sao? Ở đây tới bao lâu? Ở đây hoài luôn đi. Hết tiền, hết tiền cơm rồi. Hết tiền ăn cơm. Mấy anh là ở xa không à, phải ở nhà trọ nữa nè. Em nấu cơm cho ăn. Trời ơi, bây giờ rồi, gia đình mà cơm khó nấu. khăn, nấu cơm rồi sao được. Bây giờ cưng mà tự nấu cơm được là tụi anh xa ở đây ăn đó. Dạ.
đây đi rồi em nấu cơm cho ăn. Tội nghiệp phong quý của chú anh chị. Là ở đây là phải gán cho mau lành nha. Dạ, ở đây với em đi, mấy anh đừng bỏ em nha. Mấy anh là sáng giờ cũng uống phê cũng bàn rồi là ghi hình bữa nay thì tính ngày mai là đi nơi khác, mà nghe em nói gì chắc mấy anh phải tính lại quá à. Chắc bữa nay đi liền quá à. Ngày mai đi à, tính lại tính ngày mai đi. Rồi bây giờ vậy là gắng cố gắng đi, gắng ăn uống nhiều vô, tinh thần lạc quan, rồi là mai mốt nấu cho mấy anh ăn một buổi cơm coi. Ăn cơm gì mấy anh chỉ cần đơn sơ là chứ không có cần ăn nhiều. Một giấm đi. Em không biết làm một chấm giấm. Vậy biết làm cái gì? Em biết làm việc nấu chao. Trời, việc nấu chao được ha. Cái gì nữa? Rồi gà xào xá ớt. Rồi món đơn sơ mà lộng lẫy ha. Cái gì nữa? Rồi sợ sợ ớt rồi thì có gần trứng chiên đồ ha. Dạ thôi đừng nói nữa thèm. Bữa nay thì thấy gương mặt cũng tươi tắn, thấy cũng mừng. Bữa nay có tới ngày vệ sinh cho chị chưa cho Mỹ? Dạ là ngày mai mới vệ sinh cho chị hai em. Thường là mấy ngày mới thay băng gạc lành chứ? Dạ 2 ngày và cách 1 ngày. Cách 1 ngày. Dạ. Như vậy là từ cái bữa đi Sài Gòn là bữa đó chưa thay gạt phải không? Dạ. Với ngày hôm qua. Thì hôm nay tới chứ? Dạ hôm nay tới nhưng mà hôm nay mới đi đau, ngày mai mới làm. À, nói chung trở lại 1 ngày cũng không sao. Dạ. Thì bữa nay hơi đau ha. Dạ. Hôm qua về nó còn hơi thốn á. Tại vì đi xe dằn á, rồi bởi vì cho nên nó là em đau quá của chú anh chị. Cái thuốc mà ganh rồi đau dữ. Rút lưng ginh xuống hả? Đau nhất là cái khúc ginh phải không? Dạ, khúc nó đắng mà khúc ginh á. Tại vì rút lưng nó chạm đủ thứ chứ. Chạm đủ thứ với đụng da thịt đó. Rồi nó ra máu. Cho My, anh thấy là nhà mình có ruồi nha. Là do cái mùi nè. Em múc một miếng nước, em chế một miếng dầu nước xanh vô ít nước thôi. Rồi em để chỗ gần chỗ chị nằm là không có ruồi bay lại. Dạ. Ngày nào cũng vậy ha. Dạ. Ừ. Đi đường đó được không? Mới đi qua đường của anh bánh mì kìa. Dạ. Rồi ba nội đó rồi My. À, sao ha? Bữa nay nội có đi bán vé số không mà Tiên? Dạ không, bữa nay nội ở nhà nó mệt, nó nghỉ bữa. Bữa nay nội không được khỏe hả? Dạ. Tụi anh á là cũng nghe bà con kia, bà con ở gần đây á, là chia sẻ là lúc trước đây Cưng cũng đã từng có gia đình. Dạ. Phải không Cưng? Dạ có. Em có một đời chồng và một số con hiện nay 3 tuổi. Lúc là Cưng lập gia đình là Cưng bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 19 tuổi. 19 tuổi. Rồi Cưng kể hết cái gia đình của mình trước đây như thế nào để cho khán giả xa gần biết thêm về gia đình của Tiên. Dạ, lúc trước em với anh Huy ở Sài Gòn á. Thằng ơi, ít thôi. Rồi ít chén đó. Hai đứa tiến tới. Rồi em mới về ở với anh cũng mấy năm. Rồi cũng có một đứa con. Thì vợ chồng mà lúc vậy có lúc vui, lúc buồn. Mà sau đó một ngày thì tự nhiên không có chuyện xảy ra chứ thì hai đứa lại cự cãi một chuyện nhỏ thôi thì lại xảy ra thì hai đứa em bỏ em đi thì hai đứa xảy ra lại không còn ở với nhau nữa là em nghĩ chắc hết duyên rồi. Hồi trước là vợ chồng Cưng đi làm công việc gì? Hồi đó là ảnh làm công trình ở làm công trình. Em thì ở nhà, ở chợ. Được. Rồi kể tiếp đi Cưng. Thì anh không có cho em đi làm. Tại vì cái tính anh ngang lắm. Gì đó, có vợ đẹp quá mà. Dạ. Anh nói em đi làm sợ bị mất em. Cái em mới nói tào lao quá à.
đi làm mà thôi sợ mắc gì thôi đóng cái tủ thôi nốt chỗ đi. Anh đi làm, anh nói đi làm thì đi nhưng mà anh nhắn hồi hộp, nói hồi hộp thì nói sợ em vậy nè rồi em bỏ anh. Mà chồng cưng, anh nói thiệt anh cũng chưa biết, mấy anh cũng chưa biết mặt ông xã của cưng. Ông xã của cưng đẹp trai không? Dạ đẹp trai đó. Vậy là trai tài gái sắc phải không? Dạ. Rồi kể tiếp đi cưng. Rồi thì ảnh cũng cùng ảnh đang đi làm công ty. Rồi đó thì cũng đủ vô công ty thì em cũng có nhiều người ghẹo lắm. À nhiều anh ghẹo lắm. Em nói thì em có gia đình rồi mà mấy ảnh nhận ghẹo vậy đó. Rồi về cái bạn Facebook rồi này kia rồi ngủ những cái ta ngủ không chị nghe à. Cái chồng em nghe cái anh nổi cơn lên. Đúng rồi. Dạ anh nổi cơn lên anh chửi quá trời chửi luôn gì đó. Dạ cái không cái em mới tự là em nói là em có gì đâu mà ghen bậy ghen bạ vậy, nó không có gì mà nữa thì người ta gọi chi. Rồi cái hai đứa cự cãi nhau hoài vậy đó, tối ngày cự cãi nhau là từ lúc đi làm luôn đó. Thế xong rồi em thấy vậy thôi em xin nghỉ ở nhà giữ con cho rồi để cho là không có mà chuyện này chuyện kia xảy ra phải không? Sau lúc bạn cưng kết bạn cưng nói là thôi đừng có gọi em có chồng rồi, có nói là mà là mỹ nhân rồi. Dạ. Thật sự thì mình nói ra thì mình không có được tự tin gì. Và thật sự thì em lúc em chưa chồng thì ở đây em nhiều người theo đuổi á. Đeo ghiếc mà em mệt luôn á. Bà con ở đây cũng ông nghe nói là tiên là hồi trước cũng là một hoa khôi ở vùng này đó. Dạ. Tới ngày lễ ngày gì quà cáp đồ quá trời luôn. Mà em thì không thương ai nữa. Tại vì mình nghĩ mình đẹp mình chảnh mà. Mình có giá phải không? Dạ. Rồi á là cưng chia sẻ thêm như vậy thì hai vợ chồng cưng sống chung được bao nhiêu năm rồi mới chia tay? Rồi lúc đó ông nội bệnh thì em xin phép ảnh về đây để chăm cho nội em. Rồi bữa đó thì em có nói là thôi ông nội bệnh rồi là anh chết thì em ra đến thăm ông nội đi. Anh nói là không rảnh. Em nói anh không rảnh thì em làm cái đó. Bạn đi làm xong cái đêm đó em mới về em thấy anh ngồi anh nhậu đi em mới nóng lên em mới chửi em nói là ông nội bệnh gì đó không chịu lên thăm ông nội. Rồi hai đứa cự cãi nhau rồi trong đó ảnh có ngủ á ảnh cứ nhào lại là giống như muốn đánh em gì đó. Cái xong em tức quá em bỏ em đi. Em bỏ đi về đây luôn. Là sau đó là anh không có liên lạc năn nỉ hay là gì hết trơn á. Chỉ lên rước con rồi sau đó đi về. Là hai người sống với nhau có tổ chức đám cưới rồi có giấy kết hôn đồ đàng hoàng không cưng? Dạ có giấy kết hôn. Vậy đó. Dạ. Rồi tiếp tới là về ở đây nhà của ông nội bao lâu? Rồi dạ. Cưng mấy là biết được người bạn trai này mà gây ra cho cưng như thế này? Em về ở với ông nội cũng từng lễ đi. Thì em đi làm công ty á. Rồi bữa đó về, bữa đó em nghỉ ở nhà một ngày, bữa chủ nhật. Thì ở nhà lúc Facebook thì có tin nhắn hiện lên là tin nhắn người bạn đó đó. Rồi hai đứa có nói chuyện qua lại với nhau
rồi nghĩ là làm bạn với nhau thôi, đâu có nghĩ là yêu đương gì đâu. Và bạn bạn trai của Cưng là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bạn trai em mới 20 rồi. 20 trong lúc đó là Cưng bao nhiêu? Dạ em lúc đó là em 24 rồi. 24 vậy là mình kêu bằng bạn nghe là mình xưng bằng chị. Dạ xưng bằng chị. Nhưng mà bên bạn nó thì xưng là anh. Sao nói là nhỏ hơn tôi mà sao kêu tôi chị mà xưng anh? Giống như là xưng là anh với chị á. Trong con nội đó. Mà đâu có ngờ là cái team đó là hai đứa mua 4 con bia về ngồi nhậu chơi rồi em mệt quá em ngủ trước. Dạ Cưng có uống được không? Dạ em uống không có được, chỉ uống chút chút vậy. Cũng như là ngồi cầm khách thôi phải không? Dạ. Cho bạn Cưng là uống hết 4 lon luôn. Dạ 4 lon pha lại với nhau á. À. Rồi đó em ngủ. Em buồn ngủ em đi ngủ. Cái bạn ngồi đó bạn uống mình lên. Uống mình luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là ghiền dữ rồi ha. Chừng bạn Cưng là có bị ghiền không nha? Em không biết nữa mà ngủ mình lên vậy đó. Ồ, ni lắm rồi đó. Rồi sau đó thì lại lấy điện thoại của em nhắn tin nhau một người bạn của em nhắn xong rồi xó à. Rồi em mới giật mình thức dậy em xem em lấy điện thoại em xem em giật mình là em chỉ là xem là facebook thôi nhưng tự nhiên messenger hiện lên là thôi mày ngủ ngon nha. Cái em mới nói là nãy giờ em đâu có nhắn tin với ai đâu mà bạn em bị lại chút ngủ ngon. Cái em xây qua em mới hỏi là ủa nãy giờ anh có điện thoại em không? Cái bạn nó có. Cái em mới hỏi là ủa hai người nhắn tin với nhau ạ? À? Cái bạn nó cái em mới nhắn sau rồi lại xó. Cái em nói có gì đâu mới tin nhắn tầm xàm á, xó đi. Cái em nói mới mốt điện thoại của em á, không có tự ý lấy này là chị nhớ tin cho bạn em vậy nha. Cái xong tự nhiên nó quạo với em cái đùng ra trước ngồi cái đùng ra trước ngồi cái mới nhắn tin vô à, bây giờ là tao không nói chuyện với mày nữa, bây giờ mày ra mở cửa cho tao về đi, không ai tao đốt nhà mày đó. À thế xong em mới đâu có nghĩ gì đâu, em ra em mở cửa, em mới mở cửa, vừa mở cửa xong là bạn đi từ sau lưng bạn đẩy em ra, bạn nắm tay em lại rồi bạn chế xăng từ trên đầu chế xuống. Lúc đó xăng ở đâu ra em? Em không nghĩ nữa, em chắc em trong đầu em nghĩ là xăng bạn lấy từ xe của ba em quá. Thì là trước khi cự cãi đến dẫn đến mà bạn nói ra tay đó là nó có thời gian mất bao lâu mà lúc mà lấy xăng đấy có thấy không? Dạ không, lúc lấy xăng không biết. Nếu là em biết là em chạy đường cửa sao rồi em đâu có để xảy ra tình trạng gì đâu. Vậy là hai người có lời qua tiếng lại là cự nhiều không em? Dạ cự có nhiêu đó thôi đó, chỉ có như vậy, chỉ nói qua tiếng lại thôi. Em kêu là tôn trọng cái quyền riêng tư của em nè, đừng có đụng tới điện thoại em thôi. Dạ đúng rồi. Rồi xong bạn đó là coi như cọc lên. Dạ. Cọc lên thì bắt đầu là bạn đó kêu là muốn đòi đi về. Khói quá rồi, em cay mắt dữ rồi. Cay mắt em cay mắt rồi anh ơi. Quá trời khói rồi, cay mắt cả tiên. Ơi khói quá khói rồi. Rồi hồi trước đây á là Cưng có suy nghĩ là sau này là Cưng sẽ kết bạn với người này luôn không Tiên? Cay quá cay rồi. Em gái rồi. My ơi My. Chị cay mắt quá rồi nè. Lấy khăn ướt luôn. Lấy khăn ướt đi Cưng. Bỏ nó đi Cưng. Lẹ. Bà nội sao đốt cái gì vậy nội? Nóng nóng lửa. Trời ơi, đâu con nhúng lửa mà khó dữ vậy. Đi khăn ướt đó Cưng, khăn ướt chậm ướt, khăn ướt. Khăn ướt. Thằng ướt lào. Ủa nhà mình không có bếp ga đâu sao nội? Lao cho chị lẹ đi, chị cay quá. Chị có bạn cay chưa? Em nói là em nghĩ là sử dụng mâm. Em xong rồi bắt đầu quay trở ngang lại là anh cũng thích sử dụng mâm.
em mới nói, ủa mới xưng em thì sao chuyển qua anh rồi? Sao chuyển nhanh vậy hả? Dạ. Thế là mà mới nói là thì anh sẽ sử dụng thì mình thì em đi coi mà anh đi. Cái em mới cười. Em mới nói là nhỏ hơn người ta mà bắt người ta đi bằng anh. Cái bạn mới nói là bây giờ cũng đi bằng anh không? Em mới nói là ừ, kêu anh thì anh. Rồi xong thì nói anh thích chị hả? Cái xong nói dạ anh thích chị đó, chị có thích anh không? Ừ. Em mới nói là không. Tại vì chị muốn ở vậy nuôi con, chị không muốn quen ai hết á. Cái nó thôi thích anh đi. Có gì anh chia sẻ cùng với chị. Rồi hai đứa cũng nhắn tin nhiều nhiều quá lại đó. Rồi từ từ cũng có tình cảm. Và cái người bạn trai á, là em quen là có ngỏ ý là tới gia đình để mà cưới hỏi gì không cưng? Dạ có. Có lên ngỏ ý ba em là con muốn cưới Thiên. Thế là em nói thì con muốn cưới thì con kêu ba mẹ con lên nói chuyện. Thì bác đây thì cũng không đòi hỏi gì em tại vì con gái bác tại vì nó cũng từng có chồng rồi thì con muốn cưới thì con lên kêu ba mẹ con lên nói chuyện với bác. Nói là dạ. Nhưng mà thật sự lúc đó thì cứ nghĩ như thế nào? Em nghĩ là quen chưa thôi chứ muốn cưới. À. Nhưng mà bạn ngỏ ý như vậy thì em nói ba lại sao ba lại nói như vậy con thì con chưa muốn tiếp tục quốc tế nữa. Từ khi mà em xảy ra một cái sự việc như thế này rồi bên người chồng trước của em là có biết không? Dạ biết. Xảy ra cái điểm nó xảy ra việc tại sáng hôm sau là gia đình em có điện cho bên chồng em. Tại vì lúc đó là trong thực tế mà nhập viện không có tiền á, là không biết cầu cứu phải cho nó. Thì em không hiểu sao mà gia đình em mới điện cho gia đình bên chồng em nữa, mà điện cho chồng em nói anh ơi cứu nội con ơi, Tiên nó bị người ta đốt cháy con ơi. Cái xong rồi My nó mới gửi hình cho chồng em coi. Rồi lúc đó chồng em đang nằm võng á, chồng em suy sụp luôn. Chồng em mới nói trời ơi Tiên đấy hả? Rồi mấy người bên chồng em nói không phải Tiên mày ơi, mẹ trai mà. Tại vì lúc em bị cháy á, rồi em mặt em bị sưng lên á, nguyên trai á. Và tóc đó thì đã cắt ngắn hết phải không? Cạo luôn. Rồi bên chồng em nói mẹ trai mà đâu có ăn Tiên đâu. Rồi chồng em nói là trời ơi Tiên đó. Rồi chồng em mới nói là thôi không muốn nhìn á, nhìn hồi em xỉu à. Rồi thôi nội nó muốn tiền điện tí là bấm nhiêu. Để nội nói là vợ con ơi, ở đây người ta đòi tới 10 triệu rồi. Cái chồng em nói nội ơi con không có tiền nhiều, thôi để con gom vòng vòng để con xin mọi người được nhiêu thì được. Thì chồng em cũng gom xin mọi người bên chồng em á cũng được 5 triệu. Rồi ra đóng trước 5 triệu đi rồi mới có tiền đóng viện phí cho em. Rồi chồng có qua không em? Không, chồng em nói là chịu không nổi không dám nhìn ha. Dạ tự nhiên hồi lúc mà còn vợ chồng với nhau chung sống với nhau á thì anh đâu có làm gì anh đâu có dám làm gì với em đâu. Mà bây giờ anh nhìn em vậy anh chịu không có nổi đâu. Xót ha. Dạ. Rồi từ đó tới bây giờ là chồng cưng có một lần nào qua đây chưa? Có thăm cưng chưa? Nghe là có điện thoại gì thường không? Dạ hồi lúc mới bị thì ảnh điện thoại hoài à. Đêm nào cũng điện hết á.
đi nào cũng tâm sự, nói thôi em ơi đừng có buồn nữa, vì lỡ rồi đừng có buồn nữa nha, cố gắng lên rồi nữa còn về với con nữa. Xong á anh thật sự anh nhìn em về đó, anh thương em lắm, tại vợ chồng với nhau mà hồi lúc mà sống với nhau á anh đâu có sống tệ bạc với em hay là dám làm như vậy với em đâu. Mà trước khi em rời đi á, rời xa anh mà mới có bao nhiêu mới bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng đâu mà lại phát hiện tin em bị gì rồi. Phải khóc, nói là sao tự nhiên vợ chồng mình hết duyên ở sớm này không biết nữa, mà ở với anh thì em không bị gì rồi mà tại sao em lại quen người ta chứ vậy? Thôi anh ơi, tại vì duyên nợ đến sớm quá, em đâu có muốn vậy đâu. Rồi sau này rồi em sao? Mà các bạn ơi, thì hồi sớm giờ các bạn thì tí là cả lắm bạn thì cũng có dẫn các bạn đi vô ở bên trong cái ngôi nhà của em Tiên, thì cũng nghe em Tiên kể sự việc mà bạn trai lấy cái chai xăng để đốt em Tiên nha. Thì kể hồi sớm giờ đó các bạn thì kể thì cũng đã hết rồi đó các bạn. Thì thôi giờ tí là cả lắm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là cả lắm, bạn hãy cho tí là cả lắm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ tí là cả lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ tí là cả lắm bye bye các bạn nha. Bye bye.